Hello mọi người, Fred đang sang đây. Và nếu như các bạn đang tìm một điểm sống ảo vừa phải đẹp lung thị linh, vừa ăn bò rát vàng sang chảnh và lại vừa được quẩy hết mình nhưng mà giá phải cực kỳ hợp lý thì hãy xem hết video này nha. Lần này thì mình đi ăn tối, du ngoạn thắng cảnh, nghe nhạc ở trên du thuyền Ambassador tại Vịnh Hạ Long. Lịch trình mình sẽ bắt đầu từ 18:30 và kết thúc vào 22:00. Và giờ thì get go của mình khám phá xem ăn bò rát vàng trên thuyền sẽ như thế nào nha. Thiệt là không biết nói gì ngoài từ wow, vì chiếc du thuyền này to đẹp thực sự, sức chứa của nó là từ 500 khách lận. Lúc mình lên tàu thì cũng đã lúc đang hoàng hôn. Lẹ lẹ cả chân ra ngay cầu kính đầu mũi thuyền chụp vài bài xuống ảo, bắt trọng khoảnh khắc tuyệt vời này mới được. Và lại quá ảnh đẹp rồi, thì giờ vào tiết mục chính của hành trình lần này thôi. Rồi thưởng thức bữa tiệc thực hạng nào, nhà hàng có đầy đủ các món từ Á tới Âu. Và đặc biệt nhất trong menu lần này là steak rát vàng. Mình sẽ có bã sườn cho mọi người chọn, đó là bò rát vàng, thịt heo đen Iberico rát vàng và cá ngừ. Ngoài ra thì hải sản và sashimi ở đây chỉ đến cũng rất là ngon bởi các đầu bếp chuẩn 5 sao. Đúng thiệt là vừa ăn tối vừa ngắm cầu bãi cháy thì còn gì là bằng nữa chứ. À đấy, ăn tối xong thì mọi người lên liền steak cho tôi nhé. Có luôn buổi trình diễn nhạc cực chill của ban nhạc tới từ Philippines. Nhưng không, chưa kết thúc ở đây được. Chương trình 20 giờ bắt đầu lè hi. Mọi người có thể đi quẩy cửa lắp, nhưng đã bao giờ mọi người đi quẩy ở trên du thuyền chưa? Đây là lần đầu tiên của tôi và tôi thấy nó cháy dữ dội luôn á. Đi dây chất không ra đẹp, bộ công quẩy hết mình cùng khách luôn. Phải nói là đây là một trải nghiệm siêu tuyệt vời của mình. À và bí cho mọi người là bên mình đang có chương trình siêu ưu đãi là khi mà đi 3 thì sẽ tính tiền 2. Đăng ký thông mọi người ơi. Và video từ đây là hết rồi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo cùng Phú Lam đi lang thang tiếp nhé.